Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách cài đặt ứng dụng ZNE. Đây là một ứng dụng có nhiều hiệu ứng làm video TikTok rất là độc, rất là đẹp. Đây là giao diện chính của cái ứng dụng ZNE. Trong này nó có rất nhiều chủ đề. Đây là thanh chủ đề này. Và trong mỗi chủ đề nó có rất nhiều hiệu ứng. Các bạn tha hồ mà lựa chọn. Và trong mỗi hiệu ứng á, nó sẽ có nhiều video mẫu như thế này. Ví dụ bây giờ hiệu ứng này nè. Đây là video mẫu này. Ví dụ bây giờ mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng này để làm video. Tích chọn vào tạo video. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào biểu tượng thêm ảnh này. Mình sẽ chọn một cái bức ảnh mà các bạn muốn làm video, ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Tích chọn. Tiếp theo các bạn kéo xuống ở cái mục âm nhạc này, các bạn có thể là thay đổi nhạc này, nhạc gốc của video mẫu. Dòng thứ nhất là lấy nhạc từ video lưu trên máy này. Dòng thứ hai là lấy nhạc MP3 có lưu trên điện thoại, tùy theo các bạn chọn. Ở đây mình sẽ để nhạc gốc, nhạc của video mẫu. Và các bạn có thể là bấm review thử này. Và để lưu video này, các bạn tích chọn vào biểu tượng bên phải này, lưu video. Mình chờ trong giây lát để ứng dụng nó lưu video vào bộ sưu tập. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào cái dòng chữ có nền đỏ này. Như vậy là video đã được lưu vào bộ sưu tập. Vào thư viện bộ sưu tập này. Đây là video nó vừa tạo này. Hay đây là một hiệu ứng nữa nè. Video mẫu nè. Và để lấy cái hiệu ứng này tạo video thì các bạn bấm vào tạo video nè. Và chỉ cần thêm ảnh vào như thế này. Có bao nhiêu ảnh thì các bạn tích chọn như thế này. Sau khi chọn ảnh xong, các bạn có thể là thay đổi nhạc này ở cái mục này, giống như video ban đầu, tùy theo các bạn. Bây giờ mình bấm review thử nè. Và để lưu video này vào bộ sưu tập, bấm lưu. Chờ cho nó xuất video. Bấm lưu. Như vậy là video này đã được lưu vào bộ sưu tập. Và trong ứng dụng này nó còn rất nhiều hướng đẹp và thú vị. Để rút ngắn thời gian video các bạn khám phá thêm. Ứng dụng này nó bằng tiếng Trung nhưng cách sử dụng rất trực quan, rất dễ sử dụng. Để cài đặt ứng dụng, đầu tiên mình vào trình quản lý tệp nè. Tệp tin tải xuống nè. Đây là biểu tượng của cái ứng dụng. Bấm cài đặt. Phần cài đặt. Bấm mở. Bấm cho phép. Chấp nhận. Như vậy là mình đã cài đặt xong ứng dụng ZNE. Với nhiều hiệu ứng thú vị trên ứng dụng này, các bạn tha hồ tạo ra nhiều video TikTok độc và đẹp. Và đường link của các ứng dụng này mình sẽ để dưới video, các bạn bấm vào đó để tải và cài đặt về điện thoại của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.